Bài thực hành 6. Tính chất hóa học của nước. Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của nước, đồng thời rèn luyện kỹ năng tiến hành một số thí nghiệm với natri, với diphosphor pentaoxit. Một la mã, tiến hành thí nghiệm. Một, thí nghiệm thứ nhất, nước tác dụng với natri. Lấy miếng kim loại natri ngâm trong lọ dầu hỏa ra, đặt trên giấy lọc. Dùng dao cắt lấy một mẫu natri nhỏ bằng đầu que diêm, thấm khô dầu và đặt mẫu natri lên tờ giấy lọc đã tẩm ướt nước. Tờ giấy lọc đã được uốn cong ở mép ngoài để mẫu natri không chảy ra ngoài. Mẫu natri nhanh chóng bị chảy ra và tự bốc cháy. Hãy giải thích hiện tượng. 2. Thí nghiệm thứ hai, nước tác dụng với vôi sóng, CaO. Cho vào bát sứ nhỏ hoặc ống nghiệm một mẫu nhỏ bằng hạt ngô, vôi sóng CaO. Xem hình chú thích 5.13 trong sách giáo khoa. Rót một ít nước vào vôi sóng. Hiện tượng gì xảy ra? Cho 1 đến 2 giọt dung dịch phenolphthalein hoặc mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch nước vôi mới tạo thành. Nhận xét và giải thích. 3. Thí nghiệm thứ 3. Nước tác dụng với diphosphor pentaoxit. Chuẩn bị một lọ thủy tinh có nút đậy bằng cao su và một muỗng sắt. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ bằng hạt đỗ xanh phosphor đỏ. Đưa muỗng sắt vào ngọn lửa đèn cồn cho phosphor cháy trong không khí, rồi đưa nhanh vào lọ. Như hình 4.2 trong sách giáo khoa. Khi phosphor ngừng cháy thì đưa muỗng sắt ra khỏi lọ và lưu ý không để phosphor còn dư rơi xuống đáy lọ. Cho một ít nước vào lọ, lắc cho khói trắng P2O5 tan hết trong nước. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch mới tạo thành trong lọ. Hãy nhận xét và giải thích hiện tượng quan sát được. Hai la mã, tường trình. Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình các phản ứng hóa học xảy ra trong ba thí nghiệm trên.